Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League giữa Shakhtar Donetsk và Genk. Đúng như những dự đoán, đại diện Ukraine đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 ngay trên sân đối thủ để tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. Được thi đấu trên sân nhà, liệu các cầu thủ Shakhtar có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để bước vào vòng tiếp theo hay không? Sau kèo bóng đá Shakhtar Donetsk gặp Genk tại trận lượt về vòng sơ loại Champions League 2021-2022. Thời gian diễn ra là 0:30 ngày 11 tháng 8 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Shakhtar Donetsk gặp Genk, phong độ của Shakhtar 5 trận gần nhất. Phong độ 5 trận vừa qua của đội bóng Ukraine là rất tốt. 5 trận đấu gần nhất họ có 4 thắng và 1 hòa. Trong đó, đội bóng này có 3 trận thắng liên tiếp trong những lần ra sân gần nhất, giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân của chính đối thủ trong trận đấu vừa qua. Shakhtar Donetsk đang tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Phong độ của Genk 5 trận gần nhất. Genk đang chưa thể vận hành lối chơi nhuần nhuyễn khi những trận đấu gần đây họ bị hủy khá nhiều. Ngoài ra khi được ra sân thi đấu thì họ phải nhận những kết quả thất bại dù trận nào cũng ghi được bàn thắng. 3 trận đấu gần nhất họ ghi được 5 bàn và để thủng lưới tới 9 bàn. Rõ ràng phong độ như hiện tại không thể khiến người chơi yên tâm. Sau kèo tài xỉu Shakhtar Donetsk gặp Genk, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1,25. Người chơi đặt tài xin cược 0,94 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,80 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,75. Người chơi đặt tài xin cược 0,98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,96 nếu trận đấu ra xỉu. Trong 5 trận đấu vừa qua, Shakhtar Donetsk có 4 trận về tài và 1 trận về xỉu. Bên kia chiến tuyến, Genk có 2 trận ra xỉu và 3 trận ra tài trong 5 lần ra quân gần nhất. Shakhtar Donetsk đang là đối thủ mạnh ở trong vòng sơ loại năm nay. Đại diện của Ukraine còn sở hữu dàn đội hình gồm nhiều ngôi sao tiềm năng được các đại gia châu Âu săn đón. Trong khi đó, đối thủ Genk đang bị thủng lưới quá dễ dàng sau những gì đội bóng đã thể hiện. Vì thế theo tôi, cửa tài nên được người chơi cân nhắc. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 0,5. Shakhtar Donetsk nằm kèo trên và chấp đối thủ 0,5 trái. Shakhtar đang chứng tỏ họ vượt trội hơn đối thủ sau những gì đã thi hiện ở trận lượt đi. Dù khoảng cách chỉ là một bàn, nhưng với lợi thế sân nhà cũng đẳng cấp hơn hẳn, Shakhtar Donetsk sẽ là nơi đầu tư lý tưởng cho người chơi. Vì thế cửa trên Shakhtar Donetsk và kèo tài nên được người chơi cân nhắc. Đây là những nhận định của chúng tôi, còn lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi xuống tài. Dự đoán tỷ số trận đấu, Shakhtar Donetsk thắng 3-1 Genk. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em nhớ chỉ nên xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!